Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 264, khí vận chi đạo duy ngã độc tôn, ma thần hiện thân. Lúc này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, ở phía xa xa, ba người tiêu viêm, lâm động, mục trần đều mang thần sắc kinh hãi, trong lúc còn đang nghi hoặc thì không gian kia trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Chỉ thấy, đạo kim sắc quang mang ba nãy đã biến mất trong không gian kia tại thời khắc này lại tê liệt triệt để toàn bộ không gian hư vô khủng bố vô tận tràn cũng vào trong đó đồng thời tỏa ra một cỗ năng lượng huyền ảo cực kỳ bàng bạc khiến cho người ta có cảm giác vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi năng lượng thể mà tụ đạo đỉnh vừa rồi bộc phát ra cũng đồng dạng huyền ảo mọi lực lượng trước mặt cỗ năng lượng huyền ảo này đều không đỡ nổi một kích có điều nguyên tôn thi triển cũng chính là lực lượng huyền ảo chỉ là không biết song phương va chạm giữa đại đạo và đại đạo rốt cuộc là bên nào khủng bố hơn Nguyên Tôn, hôm nay Thiên Ngục là địa bàn của chúng ta, lại thêm 9 người chúng ta liên thủ thi triển tụ đạo đỉnh chi lực, để xem ngươi làm sao chống lại. Thời khắc này, 9 vị phó minh chủ trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, có tụ đạo đỉnh trong tay, cho dù là chủ thần đại đạo cũng có lực lượng để đối chọi, đây cũng chính là nội tình đáng sợ của Liên Minh thần trích Hư vô chi lực không ngừng tràn vào bên trong Thiên Ngục, một đạo kim quang vô cùng bàng bạc từ trong hư vô bộc phát, đồng thời mang theo thanh âm long ngâm vang vọng thiên địa, thậm chí có thể nhìn thấy ở bên trong còn có một con hoàng kim cự long xuyên thủng không gian hư vô, thẳng đến phía trên chín gã phó minh chủ. Hống, hống. Theo thanh âm long ngâm gầm rú đáng sợ vang lên, toàn bộ thiên ngục đều xảy ra chấn động dữ dội, sau đó, hoàng kim cự long trực tiếp lao xuống phía dưới, hùng hăng va chạm vào cùng nơi với đạo pháp chi lực bộc phát ra từ tụ đạo đỉnh của đối phương. Ầm, uhm, ầm. Uhm. Theo lực lượng đại đạo song phương va chạm kịch liệt, trong thiên ngục tựa như giấy lên một trận phong bạo hủy diệt chưa từng có lực lượng đại đạo như lưỡi dao sắc bén quét ngang tất cả thậm chí khiến cho không gian hư vô xung quanh đều bắt đầu vạn vẹo biến dạng nếu như có bất kỳ vị thần linh nào ở đây trong phút chốc tiếp xúc với sóng xung kích được sinh ra sau sự va chạm của cỗ lực lượng đại đạo này tựa như bụi trần mà tiêu tán cho dù là thiên vị thần đỉnh phong cũng như vậy thần thể thân hồn đều bị mặt diệt không cách nào luân hồi lực lượng đại đạo song phương không ngừng so đấu trong không gian hư vô chỉ có thể nhìn thấy quang mang chói mắt lấp lóe cùng với giữa những thanh âm anh tạc đối kháng đang vang vọng. Tiêu viêm, lâm động, mục trần ở phía xa xa đã hoàn toàn bị trận chiến giữa nguyên tôn và chín gã phó minh chủ làm cho kinh hãi muốn tuyệt, ngay cả lão ngục tôn giờ khác này, đứng trước lực lượng như vậy, cũng thấy bản thân nhỏ bé không là gì. Những trong lòng lão, hiển nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, tại thời khắc mấu chốt này, chín gã phó minh chủ hiện thân mới lưu lại được tính mệnh cho lão, bằng không lão đã sớm vẫn lạc trong tay nguyên tôn trải qua vô số lần va chạm kịch liệt của lực lượng đại đạo hư vô trong thiên ngục cũng tiêu tán không thấy không gian cũng bắt đầu dần dần ổn định lại chín gã phó minh chủ liên thủ thôi động lực lượng của tuyệt thế thần khí tụ đạo đình mới có tư cách đối chọi lại nguyên tôn mà chính là dưới sự va chạm cực hạn của cỗ lực lượng như vậy tựa hồ cũng đã đạt đến một loại cân đối vi diệu nào đó lực lượng đại đạo song phương đều biến mất không thấy mà thiên ngục thế giới lúc này vẫn bị hư vô đại thế không gian bên trong sớm đã tan nát sụp đổ có thể khiến không gian như thiên ngục lực này bị phá hủy, chỉ có đại đạo chi lực mới đủ để có thể làm được. Mặc dù đại đạo chi lực tiêu tán, nhưng vẫn có thể cảm giác được gợn sóng hủy diệt kia đang lan tràn. Bởi vì, tại trung cung thiên ngục này, trong lúc song phương đối kháng lực lượng đại đạo vừa rồi, sóng xung kích tỏa ra, trực tiếp xé rách không gian, thậm chí đã xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, sụp đổ tràn vào hư vô. Thật đúng là xem thường các ngươi rồi, không ngờ, các ngươi nương nhờ lực lượng của tuyệt thế thần khí, tụ đạo đình, còn có thể ngăn cản được thế công đại đạo của ta trên mặt nguyên tôn vẫn bình tĩnh mang theo nụ cười mỉm thế công ban nãy hắn thi triển cũng chỉ là tùy ý xuất thủ một ít mà thôi chín gã phó minh chủ thấy có thể ngăn cản được thế công đại đạo của nguyên tôn liền cho rằng bọn chúng đã có được vốn liếng để chống lại trên mặt từng gã cũng đều lộ ra nụ cười tự tin mà vẻ kiêng kỵ đối với nguyên tôn vừa rồi cũng giảm bớt vài phần ha ha nguyên tôn cũng chỉ đến thế mà thôi năm đó đã để ngươi chạy thoát khỏi tay chúng ta hôm nay chúng ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn lưu lại thêm ngục gã đang nói với nguyên tôn vẫn chính là gã phó minh chủ đứng ở giữa chín thân hình kia hơn nữa khí tức của gã so với tám gã phó minh chủ còn lại còn cường đại hơn một phần dường như đạo pháp của gã đã viên mãn hơn nhưng vẫn chưa phải là đại đạo hoàn chỉnh thực lực của gã chí ít đã đạt tới bán đạo thần đỉnh phong trong lĩnh vực bán đạo thần đồng dạng có phân chia mạnh yếu theo thứ tự là sơ giai trung giai cao giai và đỉnh phong mà ở giữa bốn tiểu cảnh trong phân chia này mỗi một giai đoạn đều là tranh lệch cực lớn Ha ha, thật vậy sao? Nguyên Tôn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười nói. Ngay sau đó, ánh mắt Nguyên Tôn bắt đầu trở nên nghiêm túc, mặc dù chín gã phó minh chủ này chỉ có thực lực bán đạo thần, nhưng cộng thêm tuyệt thế thần khí, tụ đạo đỉnh, quả thật có thể kích phát ra lực lượng tạm thời chống lại lực lượng đại đạo, chỉ có điều, khí vận đương đạo, suy nguyên vô địch. Giọng nói của Nguyên Tôn như lôi đình nổ vang, theo thanh âm vừa hạ, toàn thân hắn được một cỗ uy áp vô hình bao phủ, tựa như giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn loại cảm giác cao cao tại thượng kia khiến người ta sinh lòng kính sợ nguyên tôn chậm rãi giơ tay lên toàn bộ thiên địa bỗng nhiên gió nổi mây phun đại đạo thần lực hội tụ quanh người hắn đó là một loại huyền ảo khó mà nói hết được tựa như bao hàm toàn bộ đạo nghĩa của đại trụ lòng bàn tay của hắn như nắm thu được khí vận giữa thiên địa chỉ nhẹ nhàng đẩy ra một trường tựa như thiên địa không chịu đựng nổi cỗ lực lượng kia bắt đầu chấn động dữ dội chín gã phó minh chủ lập tức cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có bọn chúng không dám chậm trễ nhao nhào thôi động bán đạo thần lực của bản thân với tốc độ nhanh nhất, cố gắng chống đỡ cỗ lực lượng đại đạo tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy này. Chín cỗ bán đạo thần lực lại một lần nữa kích phát uy lực của tuyệt thế thần khí, tụ đạo đỉnh, năng lượng thể đại đạo bên trong dần dần hiện hiện. Sau đó dưới sự thi triển toàn lực của chín gã phó minh chủ ở phía trước không gian bọn chúng liền dệt thành một quang võng khổng lồ, cố gắng ngăn cản một công kích của nguyên tôn. Tuy nhiên, bọn chúng còn tưởng vừa rồi đã chống đỡ được lực lượng của nguyên tôn, liền có được vốn liếng chân chính để đối kháng với Nguyên Tôn, trên mặt đều lộ ra vẻ hung ác dữ tợn, nhưng có điều bọn chúng không biết, lần này Nguyên Tôn thi triển ra chính là đại đạo mà hắn chủ tu, chính là khí vận chi đạo, bọn chúng há lại có thể dễ dàng chống đỡ. Trong hư không, khí vận đại đạo chi uy mang theo lực lượng khủng bố hủy diệt tuyệt vọng hết thảy, không gian tách rời, dẫn động đạo nghĩa đại trụ, thẳng đến phương vị của chín gã phó minh chủ. Oanh theo một tiếng vang thật lớn chấn động màng nhĩ chín gã phó minh chủ cũng nương nhờ theo lực lượng của tuyệt thế thần khí tụ đạo đình liên thủ cấu trúc dệt thành quanh võng như pha lê trực tiếp vỡ vụn không mang theo bất kỳ lực lượng chống cự nào lực lượng đại đạo khủng bố trực tiếp xuyên phá phòng ngự của bọn chúng hướng bốn phương tám hướng quét tán ra các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube audio chuyện đông hua ầm um, ầm um. giống như một kích lôi đình vạn quân không trung thiên ngục lập tức trở nên hôn ám hỗn độn hư vô mây đen dày đặc sấm sét vang dội khí vận chi lực của nguyên tôn trực tiếp xé rách hư không thiên địa, từng đạo không gian vết nứt đen kỳ trên thiên ngục tùy ý lan tràn, tượng như bất cứ lúc nào cũng có thể đem cả thiên ngục thôn vệ. sắc mặt của chín gã phó minh chủ trong khoảnh khắc kịch biến, bọn chúng có thế nào cũng không ngờ tới thế công lần này của nguyên tôn, lực lượng lại khủng bố đến mức độ như vậy. chín gã phó minh chủ liên thủ nhau nhau thi triển toàn lực, mưu cầu phản kích, nhưng vô luận bọn chúng có nỗ lực thế nào, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản một kích hủy thiên diệt địa của nguyên tôn. khí vận chi lực như là chủ thần chi nộ không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, những nơi đi qua, vạn vật câu diệt. Chín gã phó minh chủ dần dần cảm nhận được áp lực, thân hình của bọn chúng đều bị cỗ khí vận chi lực kia đánh lùi vạn thức ra bên ngoài, mãi cho đến cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ khí vận chi lực đáng sợ kia phía trên thiên ngục tùy ý phá hủy, hủy diệt hết thảy. Giờ khắc này, trên mặt Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần đều là lộ vẻ chấn động vô cùng, cỗ lực lượng vừa rồi của Nguyên Tôn thật sự quá mức huyền ảo, quả thực chính là đến từ đại trụ đạo nghĩa, chỉ cần Nguyên Tôn muốn, cỗ khí vận chi lực này liền có thể hủy diệt hết thảy sự tồn tại. Đây chính là chúa tể khí vận chi đạo, đại truyền kỳ thần giới, khí vận chi lực của nguyên tôn. Theo khí vận chi lực biến mất, chín gã phó minh chủ ở ngoài vạn thước, từng gã đều che lấy vết thương của mình. Hiển nhiên trong lúc đối đầu với khí vận chi lực vừa rồi, đã đều bị thương. Tuy loại thương thế này đối với bọn chúng là bán đạo thề mà nói, cũng không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu gì. Cái này, chúng ta không địch lại nguyên tôn gã phó minh chủ thực lực cường đại nhất với vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm thân hình đã đánh bại bọn chúng trong lòng uất ức không phục tề phó minh chủ cỗ đại đạo thần lực vừa rồi của nguyên tôn hẳn là khí vận chi lực nếu không với tuyệt thế thần khí của chúng ta sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy lúc này một gã phó minh chủ khác trầm giọng nói khí vận chi lực sao điều này cũng khó trách nhìn thấy nguyên tôn thi triển khí vận chi lực ngay cả trên khuôn mặt chín gã phó minh chủ cũng không còn vẻ tự tin như vừa rồi thậm chí còn mang theo một phần kiêm kỵ đối với khí vận chi lực tề phó minh chủ làm sao bây giờ nguyên tôn quá cường đại sợ là thật sự có thể đưa ba tên tiểu tử kia trong tay chúng ta đi mất lại có một gã phó minh chủ có chút lo lắng hỏi mà gã được gọi là tề phó minh chủ này chính là gã phó minh chủ cường đại nhất trong số 9 gã phó minh chủ mà gã tề phó minh chủ kia cũng không trực tiếp trả lời đợi một lát sau mới chậm rãi thắp giọng âm trầm nói quyết không thể để nguyên tôn đưa ba tên tiểu tử này đi một kẻ sở hữu phần thần chi lực Ngoài ra, hai kẻ còn lại chủ tu thần vật, lại có một tia khí tức vô thượng, ba kẻ này nhất định phải lưu lại liên minh thần trích, nếu không, đợi ngày sau trưởng thành, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Hơn nữa, thực lực của Nguyên Tôn đã chân chính bước vào lĩnh vực đại đạo chủ thần, có thể đối phó với hắn, chỉ có minh chủ đại nhân và vị thần kia. Hiện tại, minh chủ đại nhân còn đang bế quan bên trong, còn mất một khoảng thời gian nữa mới xuất quan. Cho nên, chỉ có thể mời. Vị thần kia. Tề phó minh chủ nói xong, cũng quyết định mọi việc, Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần ba người một kẻ cũng không thể đi, nếu Nguyên Tôn đã muốn mang bọn họ đi, vậy thì phải hỏi vị thần sau lưng bọn chúng có nguyện ý hay không. Mà lúc này Nguyên Tôn, nhìn mấy gã phó minh chủ thần sắc kinh ngạc kia liền biết được tâm tư của bọn chúng, dù sao, hắn là chúa tể khí vận chi đạo, tự nhiên là biết được sự tình sẽ phát sinh, và đây chính là đại năng của Nguyên Tôn. Ta nói, các ngươi còn không mời vị thần kia ra sao? Nguyên Tôn thần thái bình tĩnh hướng về chín gã phó minh chủ hô lớn thấy nguyên tôn cuồng ngạo như vậy mấy gã phó minh chủ cũng không nhịn được nữa chuẩn bị thi triển bí pháp triệu hồi ra vị thần chân chính trong thiên ngục vị thần phía sau lưng liên minh thần trích ngay lập tức chín gã phó minh chủ liền đứng vững vào vị trí của mình sau đó duỗi ngón tay ra trực tiếp cắn nát một giọt tinh huyết liền chảy ra sau đó thử động bán đạo thần lực đồng thời trong miệng bọn chúng vang vọng chú ngữ thần bí một vòng xoáy hắc ám khổng lồ từ trên không trung xuất hiện rất nhanh liền biến thành một hắc động khổng lồ cùng với bán đạo thần lực và chú ngữ thần bí kia chuyển động, hắc động khổng lồ kia dần dần bắt đầu biến hóa, từ xa nhìn lại, đã không còn là một hắc động đơn giản, mà càng giống một cự nhãn, sâu thẳm mà đáng sợ. Mà con mắt khổng lồ kia không ngừng thôn phệ hết thảy xung quanh, đồng thời bộc phát ra khí tức hắc ám càng thêm quỷ dị, có thể khiến thiên ngục thế giới trong nháy mắt biến thành một mảnh hắc ám thế giới, trong đó tràn ngập hắc ám bản nguyên vô cùng đáng sợ, khí tức hủy diệt tuyệt vọng càng dồn dập. Ngay tại lúc này, một ma mà nhãn màu đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện sau đó nhanh chóng khuếch đại gia quang mang đen kịt bao phủ toàn bộ thiên ngục thế giới tiêu viêm lâm động mục trần ngay lập tức cảm nhận được khí tức hắc ám vô cùng đáng sợ kia từ con ma mà nhãn màu đỏ sẫm kia phát ra ngay cả đại đạo trước cỗ khí tức hắc ám này cũng có chỗ bị áp chế đồng thời theo thời gian trôi qua cỗ hắc ám chi lực khủng bố này không ngừng phát triển cuối cùng đã dẫn phát một tiếng vang thật lớn tất cả xung quanh đều bị hủy diệt hoàn toàn ánh mắt nguyên tôn xuyên thấu không gian cảm nhận được lực lượng của con ma nhãn màu đỏ sẫm này quả thật là vô cùng khủng bố hắn thấy được cỗ hắc ám lực lượng khủng bố vô biên này không chỉ làm chấn động toàn bộ thiên địa còn dẫn phát vô số tai nạn và hạo kiếp vô số hàng tỷ sinh linh thần linh đều run rẩy trong sợ hãi một con mắt màu đỏ sẫm khổng lồ lơ lửng phía chân trời của bọn họ hắc ám lực lượng tỏa ra hình thành hắc sắc ma khí từng bước bao phủ về phía bọn họ còn trên mặt chín gã phó minh chủ lúc này đều là mang theo nụ cười đắc ý vô cùng bởi vì vị thần sau lưng bọn chúng đã xuất hiện đồng thời muốn cho đám người bọn họ kiến thức một chút, cái gì gọi là sợ hãi chân chính. Ha ha, bản thân ngủ say ngàn vạn năm, cuối cùng cũng có thể xuất thủ rồi, nguyên tôn cách đó không xa, từ trong mà nhãn màu đỏ sẫm kia bỗng nhiên phát ra một đạo thanh âm quỷ dị, mà đạo thanh âm này sau khi truyền vào tai bọn họ, toàn thân cũng không kìm được mà run rẩy lên, thân thể, thân hồn tượng như bị một cỗ lực lượng khủng bố vô hình áp chế. Chỉ một đạo thanh âm đã khiến tiêu viêm, lâm động, mục trần bọn họ cảm thấy nguy hiểm cực độ, Ma nhãn màu đỏ sẫm được chín gã phó minh chủ triệu hoán ra này rốt cuộc là tồn tại khủng bố cỡ nào. Lúc này, thần sắc tự nhiên của Nguyên Tôn cũng thu liễm lại, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn vừa rồi ở trên ma nhãn màu đỏ sẫm này, đã nhận ra một cỗ lực lượng không thua kém gì hắn, điều này cũng đủ để chứng minh, vị thần sau lưng liên minh thần trích này, thực lực ít nhất cũng đã bước vào lĩnh vực chủ thần.